Mời ông bạn ra. Ừ. Ngon đấy. Lâu không gặp, trông anh vẫn phong thái lắm. Còn cái vỏ thôi anh ạ. Sức khỏe tôi kém lắm. Sức khỏe anh kém thế thì anh cứ lao tâm khổ tứ lên đây làm gì? Anh muốn gặp tôi ấy, chỉ cần một cú điện thoại, tôi sẽ có mặt ngay mà. Do hai thằng nghịch tử cả. Anh cứ nói đùa. Cái thằng bé nhà anh thì tôi chưa gặp, thằng lớn tôi gặp rồi. Có vẻ có tiềm năng đấy. Anh đánh giá nó thế có hơi quá không? Hay là anh có ý gì khác? Anh lại đa nghi rồi. Chả trách nhà, bệnh nó ngấm ở đầy người. Cái thằng lớn nhà anh là nó bị thằng Dương nó ép lên đây. Theo như tôi quan sát ấy, thì là mục đích của nó là muốn chia rẽ quan hệ của bố con anh. Nhưng thằng con anh nó cũng phải dạng vừa, không dễ xỏ mũi nó được đâu. Cũng định nó giữ lại đấy. Bố gọi về nó có về được đâu. Mà thôi, chuyện bố con tôi không quan trọng. Hôm nay tôi đến đây gặp anh ấy là vì một chuyện khác kìa. Việc này tôi cũng nghe thằng Dương nói rồi. Ý anh sao? Ý tôi à? Dây vào là chết. Tôi không ngu. Vậy nếu tôi muốn ngu thì sao? Anh bị điên à? Hay là anh làm ăn thua lỗ, có nợ nần gì không? Không. Công việc làm ăn của tôi đang rất tốt. Có điều đời không phải lúc nào nó cũng tốt mãi thế. Nghe giọng anh bi quan lắm. Hôm trước nghe nói anh phải nhập viện à? Thông tin ở trên này nhanh nhạy thật đấy. Thế sức khỏe của anh thế nào? Tôi cảm thấy bất ổn. Tôi muốn nghỉ hưu. Nghỉ hưu thật sự. Tôi sẽ đền bù cho anh. Mình không bán rẻ bản thân nữa đâu. Bán đắt có được không? Anh định mua tin gì nữa? Thì vẫn mấy thằng Thiên Lôi. Một thằng lên mây rồi. Chỉ thấy hai thằng. Hương Khẹt đang ở đâu? Chuyện này dài ấy. Thì kể khúc cuối thôi. Mình cũng chỉ biết khúc cuối thôi. Quân mấy Hưng tranh nhau làm bố, sinh tử chiến mấy lần. Hưng Khẹt thua nên phải biến này. Biến đi đâu? Biến xuống biển đấy mà. Nghe nói giờ cũng khá lắm. Mấy lần cho đệ tử sát thủ lên hỏi thăm bạn cũ ấy. Trả thù à? Thôi được. Mang về dưới kia luôn. Ra đăng ký rồi tổ chức đám cưới. Bố hứa nhá. Bố hứa với con nhá. Ngoặc tay. Nhưng mà vợ con lại kinh doanh thế này, tính ra không về được. Vậy anh về dưới kia, xin cái giấy chứng nhận độc thân rồi lên đây đăng ký. Được. Hợp lý nhỉ. Nhưng mà thôi. Sao? Bố cho con ở lại đây mấy hôm đã nhá. Con ăn sạch hết tiền của chúng nó xong con về con lấy giấy chứng nhận độc thân sao? Bố nhá. Ok. Vâng, cảm ơn bố. Bố giữ sức khỏe bố nhá. Ok. Anh ơi. Này này. Dạ. Không. Thôi, kệ nó. Giờ có ép nó cũng không được đâu. Cứ để cho nó chơi. Chúng nó cũng không nhiều tiền đến mức độ để cho Hương thắng mãi đâu. Bây giờ anh ở đây, đề phòng bất chắc. Tôi đi có việc. Muốn đi đâu? Đừng hỏi. Trưa tôi về. Tươi,
ngọt thịt. Có điều là anh cứ thẳng thắn á, vị nó hơi đậm, hoặc có thể là do tôi quen ăn nhạt. Tôi đã cho thêm muối vào món ăn để tạo đặc trưng. Không phải, ngày thường ấy nó cũng sẽ bình thường, phù hợp với khẩu vị của đa số thực khách. Như tôi đã nói ban nãy, vì muốn giúp anh gạt bỏ tâm sự nên tôi đã quyết định tăng độ mặn cho món ăn. Tại sao? Cho anh cảm giác tiếc nuối, kiểu giá như mà nó nhạt đi một chút xíu ấy, thì sẽ rất ngon. Cũng giống như cuộc đời này, không có gì hoàn toàn đúng ý cả. Một là chấp nhận thực tế, hai là bỏ đi. Hay. Xin phép anh, dưới bếp còn rất nhiều món đang chờ. Xin mời anh. Nhóm tội phạm ma túy Tam Giác Vàng, chú ý tía bản mây, có một chuyến hàng lớn được đưa đi chót lọt. Cậu thấy Hồng là người thế nào? Người này sẽ giữ một vai trò gì đó. Chính là Lê Toàn, ông ta là tay cụm cán số 1 ở bản Ngọc. Thấy hai anh em một ông sống nghĩa khí, tình cảm. Nói là làm, không lắt lẹo. Cứ như có một âm mưu. Liệu có thế lực nào ép công ty của anh làm theo ý họ? Quân già sắp quay trở lại bản mây. Để lấy bằng được bản mây, đấy là địa bàn tốt nhất mà chúng ta có thể phát triển được. Chuyện xảy ra cũng 20 năm rồi. Không bị lâm vào con tàu. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Thứ tốt để cho tướng qua sông. Tôi sẽ cùng các đồng chí trực chiến 24/24. Tuyệt đối không để cho đối tượng nào chạy thoát.